ra tính ra nhá, tiền rát vàng này chắc nó cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tỷ, 3-4 tỷ thôi. Đây phòng em à? Và chồng em sau này. Đồng chí nào muốn ở phòng này thì comment nhá, liên hệ với Ngọc Ánh. Sổ hồng ấy ạ? Không có. Không có sổ hồng. Nhưng mà... Không có sổ hồng thì phải cân nhắc. Vâng, em cũng đang cân nhắc bởi vì là nhà ở đây không có sổ hồng, sẽ có sổ đỏ. Em đùa tốt đấy, em đùa hay đấy. Các bạn có biết vì sao cô này cô thích Hồ không? Tôi thì tôi đoán là hay ăn kem ở trước cổng. Ăn kem ở trước cổng. Em ở đấy thấy toàn hoa quả rất là healthy thôi mọi người ạ. Thế không ăn kem à? Không, ăn kem mình phải ra Hồ Hoàn Kiếm nhé. Mình ra Hồ Tây làm gì anh? À, ok. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Hôm nay thì Hoàng Đức đang xuất hiện với một người có thể là lần đầu tiên xuất hiện trên Nhà To nhưng mà đã không còn xa lạ gì với các cánh mày râu ở trên toàn quốc. Ôi dồi ôi, chết. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Ánh. Hiện nay thì mình đang là MC người dẫn chương trình của bản tin thể thao của VTV Cap. Còn nếu mà các bạn nào xem trải nghiệm nhiều F Việt Nam thì các bạn cũng có thể gặp mình ở VTV1 đó. Thế hôm nay là tóm lại là dẫn anh đi đâu? Hôm nay thì là em định là mua một căn chung cư ở trong khu vực Chùa Lá, dao động khoảng đâu đó 8 tỷ, hơn 8 tỷ xíu xíu thôi. Tầm đấy là cũng là chung cư cao cấp rồi đấy. Trẻ tuổi như Ngọc Ánh mà mua nhà Hà Nội như thế là rất là đáng để ngưỡng mộ đấy. Và nãy giờ bạn này bạn ấy chưa giới thiệu chứ vẫn còn độc thân các bạn nhá. Vẫn độc toàn thân. Đâu, ở đâu, đi đường nào nữa em? Đây, đây, rẽ đây đúng không? Và trước khi đón xem cái số ngày hôm nay thì các bạn hãy nhớ like, subscribe, ấn chuông rồi comment về Ngọc Ánh nhá. Ai chà chà, Hateco La Roma, sao lại ở đây lại có một cái chung cư như này mà anh không biết nhỉ? Anh ơi, em nghĩ là bình thường anh đi anh không để ý đến chung cư đâu, anh toàn để ý đến biệt thự với cả lâu đài thôi. Vì ở giữa Chùa Láng với cả Pháo Đài Láng ở đây mà có một cái chung cư cao như này, đúng ra là anh đi qua rất nhiều lần anh phải nhìn thấy rồi cơ. Nhưng mà có lẽ là xây quay ở bên ngoài và cả những cái đường này cũng là đường mới mở ấy. Nên là anh cũng không để ý thật. Bên này là đường Pháo Đài Láng rồi này. Đúng rồi. Còn bên này là Chùa Láng cho anh em mình đi vào lúc nãy này. Em biết cái câu chuyện vì sao ở đây gọi là Pháo Đài Láng với cả Chùa Láng không? Anh còn có cả một câu chuyện luôn. Anh ngoài về nghiên cứu về nhà, cửa rồi thú chơi thì anh còn nghiên cứu cả về lịch sử nữa. Kinh quá nhỉ. Nhưng mà lịch sử của Pháo Đài Láng và Chùa Láng. Pháo Đài Láng thì bản chất ngày xưa ấy, nó là cái nơi mà nổ những cái phát pháo đầu tiên, khơi mào cái cuộc chiến tranh kháng chiến chống Pháp ấy. Với cả là Pháo Đài Láng cũng là cái nơi mà ngày xưa là bắn hạ cái máy bay đầu tiên trên bầu trời Hà Nội vào năm khoảng 1946, lúc mà kháng chiến chống Pháp. Uyên thâm quá nhỉ. Chưa, Chùa Láng em biết là sao không? Sao ạ? Với cái kinh nghiệm nghiên cứu về chùa chiền của anh thì Chùa Láng là một trong những cái ngôi chùa được xếp vào dạng cổ nhất ở Việt Nam. Khoảng gần đâu đó khoảng tầm 2.000 năm trước. Ngày xưa nó có tên Chiêu Thiền Tự, có cái nghĩa là những cái nơi mà nó mặc định sản sinh ra những cái điều tốt đẹp. Còn thiền ở đây ấy, thì là ngày xưa là đây là cái nơi sinh ra của một thiền sư đại thánh. Cái chỗ này ấy, nếu mà đúng về phong thủy thì người ta hay gọi là những cái vùng đất linh thiêng và những cái vùng đất mà có vượng khí, nơi sản sinh ra những người tài ấy. Đấy. Em biết là cái khu vực này ấy, rất là đắc địa bởi vì rất là gần với các trường đại học. Ví dụ như là Đại học Ngoại thương này, Ngoại giao này, rồi Viện Toán học Ngô Bảo Châu. Đúng này không? Nha, còn cần cả Bệnh viện Phụ sản với Nhi Trung ương nha. Sau này mà lấy chồng là đẻ nó dễ đúng không? Đấy, em là tính toán xa lắm. Là vì đấy thì thực ra là những cái chỗ như thế này thì cứ người tài cứ quy tụ hết về đúng một rồi. Nơi thì lại còn gần cả đài truyền hình của em hay là nữa. Tiêu chí đầu tiên luôn, tức là mình mà chọn nhà mình phải chọn một cái nơi mà gần địa điểm mình làm việc nhất. Mà đi ra phân sân bay hình như là mất đâu đấy chỉ cần 20 phút thôi. Ở đây thì đi ra thẳng đường Láng xong rồi đi lên vành đai 2 là ra sân bay luôn. Đó. Rất là nhanh. Thế thì nếu mà về cái vị trí ấy thì anh nghĩ là ở đây em chọn đặc địa là rồi đấy. Tốt rồi đấy. Nếu mà không khéo là sau này anh cũng xin một suất về làm hàng xóm của Ngọc Ánh. Nhìn tổng thể ở bên ngoài một chút đi.
anh thấy là cũng không có quá nhiều những cái dự án chung cư cao cấp sử dụng cái lối kiến trúc như thế này đâu. Là vì với cái hệ thống cột trụ này, rồi mái vòm thì nó đòi hỏi một cái kết cấu nó rất là vững chắc. Xây dựng những cái cột trụ lớn như thế này nó cũng tốn kém rất là nhiều cho chủ đầu tư ấy. Thì những cái này là bộ mặt của dự án. Còn về cái thiết kế tổng thể thì anh thấy nó mang cái hơi hướng kiểu kiến trúc phục hưng. Bởi vì sao? Bởi vì là chung cư này được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư người Ý á. Đó, nên okay. là nó mới có cái phong cách kiểu cổ cổ mà châu Âu một tí. Cái cột trụ ở đây ấy, với cái chiều cao này anh thấy nó đang tương đương khoảng tầm 5 tầng đấy này. Với cái mái vòm này thì chắc nó cũng phải tầm hơn 20m. Cột trụ cỡ 17-18m, khoảng tầm đấy. Nó khá là cao đấy. Và... mà nhìn kiểu rất là hoành tráng nhá. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà chỗ này là cái sảnh vào của khu chung cư của em đấy á? Không, nếu mà muốn vào sảnh chung cư thì lát em sẽ dẫn anh đi lên kia. Thế còn bên này thì đây là sảnh trung tâm thương mại. À, đây là sảnh chính trung tâm thương mại. Em tìm hiểu thì ở đây ấy thì là chia sảnh ra riêng biệt luôn. Văn phòng riêng, trung tâm thương mại riêng, cư dân riêng. Đấy. À, thế thì hay quá. Thế thì bây giờ vào bên trong xem thử là phía bên trong thì như nào. Còn về vị trí rồi những cái ở bên ngoài thì anh đánh giá rất là tốt. Thực ra là cái thời điểm này là nó còn đang hoàn thiện đến tầm khoảng 90-95%. Ừ, anh thấy cái hiện trạng ở đây thì về mặt ở bên trước này thì nó chưa hoàn thiện. Nhưng mà ở phía trong này thì chắc là sắp bàn giao được rồi. Đúng rồi, nói chung là một thời gian nữa anh quay lại là chỗ này lung linh đẹp đẽ hết rồi. Ok. Cư dân đi lại rồi. Thì mình phải mua vào tầm này thì giá nó mới tốt em ạ. Chứ khi mà nó đã đông đúc rồi đúng thì rồi. Giá lúc đấy nó sẽ khác. Chính xác. Đây, đây sảnh đây đúng không? Đúng rồi. Ok. Ai chà. Không gian ở đây anh thấy là nếu mà so với những cái chung cư khác ấy, thì cái khu vực tiền sảnh ở đây nó khá là rộng. Và anh cảm giác là ở phía dưới ở sàn đây này thì cũng khá là được đầu tư bởi vì toàn bộ những cái đá này đều là đá nhập khẩu. Đúng rồi. Nói chung là hôm nay ngoài những cái vấn đề đấy ra sẽ còn rất nhiều những vấn đề khác nữa phải nhờ anh. Đầu tiên thì tổng thể sẽ cần biết là nó sẽ có bao nhiêu tầng? 30 tầng đấy. Đâu 30 tầng. Tầng đấy. Ừ. 30 tầng, mật độ một tầng có nhiều căn không em? Có khoảng 12 căn thôi. 12 căn, đó. Thế là ok, 12 căn, đó. Khá là ổn, có cả đường đi ở xung quanh dự án này. Lúc nãy là mình đứng ở đây đúng không? Chính xác. Xong rồi đây là cái sảnh chính này, thế cư dân thì mình đang vào sảnh cư dân là đúng ở bên này đúng đó. Không? Thế còn bên này nó là cái gì? Bên này là văn phòng, khối văn phòng. À, đó. Có nghĩa là bên này là khối văn phòng đúng riêng. Đúng rồi, đúng rồi. Anh thấy ở đây có hai cái thang máy riêng này. Ngoài cái đó ra là mỗi một sảnh là có nhiều thang máy khác nhau. Tức là cư dân với cả trung tâm thương mại với cái văn phòng là không liên quan gì đến nhau hết á. Đó, tức là không ảnh hưởng đến ai cả. Ở đây thì phần dưới này là có bao nhiêu tầng để dùng chung hả em? Tầng dưới này thì hình như là 6 tầng. Mà em thích nhất là đây này, anh thấy cái tầng này không? Đó. Tầng 6 đây có đúng không? Đây là bể này, bơi này. Có bể bơi này. À, tiện ích của cư dân là ở tầng 6. Ok. Thế còn 5 tầng dưới cùng là sẽ là trung văn phòng và trung tâm thương mại. Ok. Thế thì cũng tiện. À, em có thể ở xong rồi ví dụ ăn uống rồi mua sắm. À nhưng mà còn có một cái điều khá là quan trọng là thế thì cái dự án này thì em đỗ xe ở đâu? Cái đỗ xe là cái mà bắt đầu khi đến đây em xuống em thấy cực kỳ thích luôn. Nó khác hoàn toàn với những cái chung cư khác mà em tìm hiểu ấy. Có một cái hệ thống là hệ thống nhận diện biển số xe. Tức là tích hợp ở trên cái smartphone của mình á. Đấy là nó sẽ tự động báo về điện thoại của mình chỗ nào trống này và chỗ nào mà mình có thể để xe được này. Cái đấy mới, cái đấy anh chưa, biết. Cái đấy anh chưa biết. Thì mình còn có thể đặt chỗ nữa. Thì ví dụ hôm nào mà em đi làm về muộn hay là đông có khách hay gì đó thì cái đấy là rất là tiện cho em. Cái căn 8 tỷ của em là nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu? 100, chắc là khoảng tầm 120-121 m² tầm đấy. Thế mức giá đấy thậm chí là tốt là vì cái khu vực này thì quanh quanh ở đây nếu mà nhà dân bình thường nhá thì nó sẽ phải tầm 500 triệu đổ lên đó. Cho 1 m². Thế thì cái căn mà em thích ấy, đang định mua nhờ anh đi xem là nó ở vị trí nào ở trong cái sa bàn này. Đây, căn mà em thích là tầng 25. Bên hướng bên này à? Đây, hướng bên này, căn góc luôn nhà. Đây là hướng Đông Nam. Đông Nam thì rất mát rồi. Nhưng mà cái căn mẫu của em thì nó ở tầng nào? Căn mẫu thì ở tầng 8, đây. Thế thì bây chắc giờ... chắc là mình phải lên xem. Lên xem căn mẫu nhá. Lên xem căn mẫu xem là cái độ hoàn thiện nó như thế nào. Chà, đây cái sảnh thang máy rộng nhỉ? Khá là rộng em ạ. Có 5 thang ở đây thì cũng ok. Với cái mật độ đấy, 5 thang là đủ đảm bảo không bị tắc khi mà đi lên đi xuống. Đúng rồi, còn có cả thang hàng và thang rác nữa. À, có nghĩa là có thang hàng và thang rác riêng. Đúng rồi, nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc di chuyển sinh hoạt của mình cả.
anh thấy thế nào? Đẹp đấy chứ, hành lang chung như này là rất là oách ấy. Hôm trước là em đi tham quan trước á, thì là được thăm 3 phòng. Phòng này là phòng 2 phòng ngủ này. Đó. Và hai phòng trước mặt là 3 phòng ngủ. Một căn thì là tầm khoảng 111m2 và một căn là tầm 121m2. Em thích căn nào? Căn đây. Của em là đây. Em thích số 5 đi. 0805, đây là cái căn mà ở cái hướng đông nam, đông mà nam em thích đây đúng, đúng không? Rồi. Ok. Bây giờ vào xem nhá. Đây. Kinh nhở, khóa Hafele. Khóa này rất là hay. Là sau khi mà mình được bàn giao thì sẽ có đầy đủ cả khóa cơ này, rồi từ này, rồi vân tay này. Vân tay đấy. Đủ hết đúng không? Đủ thì hết mấy luôn. Cái này thì người già trẻ em ấy sẽ rất là tiện. Cái này vào cái thiết kế này nó giống như là ở khách sạn ấy. Nó sẽ có cái khoảng không gian chờ để có chỗ để tủ giày dép này. Xong ví dụ ở đây ấy, về sau em có thể để một cái bức tranh. Hoặc là ở phía dưới này thì có cái ghế ngồi để đi giày dép. Đây, bây giờ thì mình vào phòng khách. Đây. Chà, rộng phết nhỉ. Cả phòng khách, cả ban công và bếp là 44m2 đấy. Rất là rộng. Vừa đây là không gian để bàn ăn này. Đúng rồi. Chỗ này là tiếp khách. Tiếp khách. Bếp là giấu ở trong này. Thực sự là em rất thích bếp, vào đến đây một cái là cảm thấy là ấn tượng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là bình thường ấy, em đi tham khảo thì các cái chung cư khác là nó sẽ liền bếp với cả phòng khách với nhau. Đó, nên là thi thoảng mà nấu ăn mùi hay là tiếp khách đôi khi nó không được tiện cho lắm ấy. Đấy, nhưng mà bên trong này thì tách biệt luôn, rất là đẹp. Anh thấy cái ưu điểm đầu tiên khi mà anh vào nhá, so với những cái căn chung cư khác ấy, thì anh thích nhất chắc là cái phần trần ở đây nó khá là thoáng, nó cao ấy, cao hơn bình thường. Và toàn bộ đây hệ thống ở trần là thấy là dùng hệ thống điều hòa âm trần hết. Đúng rồi, thì nó sẽ rất là tiện và nó không bị kiểu làm mất diện tích của phòng ấy. Cái chỗ này view đẹp quá nhỉ. Cái này mà view thành phố về đêm thì cực chill luôn. Ở đây anh thấy có một cái ưu điểm ấy là cái phần kính này ấy, nó làm kính tràn từ hết từ đúng mặt rồi. Dưới đất lên trên trần. Em sẽ có một cái tầm view nó tốt hơn. Đúng rồi, bởi vì đây là thiết kế kính tràn ấy, nên lúc nào em cảm thấy cái phòng này bước vào một cái nó rất là sáng. Với cả là không chỉ có mỗi phòng khách như này đâu, mà một lát nữa em đưa anh đi vòng quanh phòng ngủ và những cái phòng khác ấy, là cũng đều thiết kế kính tràn như này hết. Nên là nhìn nhà lúc nào cũng nhiều ánh sáng. Để anh xem thử nhá. Wow, em thấy có gì khác biệt không về âm thanh? Nên là cũng ồn hơn, bên ngoài ồn hơn rất rất nhiều, mà đóng vào một cái là yên tĩnh hẳn. Vì nãy giờ anh đang quan sát ở đây thì anh thấy đây là cái loại kính mà nó dùng hai lớp ấy, giữa của nó là chân không. Thực sự là cái loại cửa kính như thế này ấy, bây giờ rất là được ưa chuộng ở trong những cái căn hộ cao cấp. Nhưng anh chỉ không biết là đây là nhà mẫu hay là nó có bàn giao trong cái dự án cho em không thôi. Chắc chắn là có được bàn giao. Nếu mà thôi. Được bàn giao cả cái này thì ok, là vì riêng cái tiền cửa kính này khá là đắt. Nhưng mà đúng là vào phòng này cũng thích một phần là vì cái này nữa. Nó cách âm, nó cách nhiệt tốt. Ở đây thì các cái màu sơn như thế này thì về sau khi bàn giao là sẽ tùy ý của mình đúng không? Đúng rồi, sẽ được thay đổi. Bởi vì thực ra em thì em thích cái tông nó đơn giản, ví dụ như là xám trắng ấy. Thì chắc là em nghĩ là mình có thể là tự thiết kế, tự sơn lại thì vẫn ok thôi. Nhưng mà quan trọng là anh thấy là cái chất lượng sơn ấy khá là tốt. Chất lượng bề mặt sơn ấy rất là lì đấy. Để sơn ra được những cái màu sơn như thế này thì phải sơn rất là nhiều lớp. Anh đánh giá cái độ hoàn thiện, độ tỉ mỉ rất là cao. Là vì những cái phần phào chỉ này ấy, thì anh cũng có quan sát thì anh thấy là cái phần hoàn thiện khá là tốt. Kiểu trên phần trần này. Cảm giác là không có tí nhược điểm nào luôn đấy. Chắc là mình vào phòng bếp đi. Em tâm đắc lắm đây này. Bếp ở đây thì toàn bộ cái phần cửa tủ ở trên dưới này là cũng được bàn giao hết đúng không em? Đúng rồi. Còn phần bếp thì sao? Bếp là cũng đi theo cố định luôn. Bếp này thì sẽ đi theo cố định luôn bởi vì nó liên quan đến lắp đặt cho thiết kế của bếp này nữa. Ok, cũng là dùng Hafele của Đức này. Toàn bộ thiết bị này là đều là nhập khẩu này. Anh thấy là những cái cửa tủ bếp như thế này, các cái đường phào chỉ hay là phần tay nắm thì có thể đánh giá được về cái chất lượng hoàn thiện đấy, hay kể cả như những cái lavabo, cái bồn rửa đây cũng đều là hàng nhập khẩu hết. Rất là tốt. Với cả là anh thấy nó có cái ưu điểm là ở đây người ta lại cũng cho em một cái khoảng kính ấy. Đúng thì rồi. Em sẽ có nhiều những cái ánh sáng tự nhiên nó vào trong cái khu bếp này của em. Vì nấu ăn thì thường ấy, một cái máy hút mùi kiểu giống như thế này ấy, đôi khi nó sẽ không đủ
để hút tất cả những cái mùi của thức ăn. Thì những lúc đấy thì có những cái cửa thông đó như thế này, nó sẽ thoáng khí ra cho em rất là nhiều. Thì cái thiết kế của tủ bếp ở đây anh thấy, anh đánh giá là ok. Cái phần ở dưới này cũng sẽ cho em khá là nhiều không gian để có thể để các cái đồ đạc cần thiết. Bên này là phòng gì đây? Bên này là phòng kho nhỉ? Cái kho chính ra nó cũng hay lắm nhé. Khi mà bình thường ấy thì mọi người cứ nghĩ là ok, không cần kho, nhưng đến khi mà vào ở rồi ấy, thì mới thấy là mình quá nhiều đồ dùng không cần thiết đến, thì đôi khi lại không có chỗ để mà để, thì lại mất đi cái tính thiết kế thẩm mỹ của ngôi nhà. Đấy, thì cái kho thực tế là nó cũng là một trong những cái điểm mà nó khá là quan trọng. Đấy là cái phần bếp mà cái phần mà em rất là thích, nhưng mà còn một phần nữa mà em nghĩ là cũng phải nhờ anh thẩm định, đó chính là phòng ngủ master. Bên này à? Đây, bên này anh ơi. Căn này của em là 3 phòng ngủ đúng không? 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ nhỏ. Wow. Đấy. Đây phòng em à? Và chồng em sau này. Đồng chí nào muốn ở phòng này thì comment nhá, liên hệ với Ngọc Ánh. Để xem phòng này cũng có cái ban công đủ có chỗ để hai vợ chồng ngồi uống trà hoặc là làm tách cà phê nhâm nhi buổi chiều nhỉ. Ở đây nhìn thấy được VTV của em luôn. Kìa. Đó. Wow. Rất là tiện bởi vì là đường đi đã gần rồi nhưng view ở đây cực kỳ rộng luôn. Mà anh thấy này, đây này, em rất thích cái này này. Cực kỳ nhiều ánh sáng luôn. Em không hiểu sao, không hiểu là mọi người như thế nào ấy, nhưng khi em đi chọn nhà lúc nào em phải chọn một căn nó phải nhiều ánh sáng nhất có thể. Thì mình nhiều năng lượng. Buổi sáng thức dậy hình dung cái cảnh mà những tia nắng ban mai chiếu. Ngoài giỏi lịch sử ra anh còn giỏi môn văn nữa đúng không anh? Không, ngày xưa thì văn của anh hơi kém, nhưng mà do cũng chăm chỉ luyện tập bằng cái cách là hay thích nói chuyện với các bạn nữ ấy. Thế nên là cái tâm hồn anh nó cũng bay bổng theo thôi, chứ còn ngày xưa mà đi học thì văn kém lắm. Thật ra căn này nhìn cũng phải được tầm khoảng 14m2 đấy, cũng rộng rãi. Nếu mà cả ban công nữa thì sẽ rộng hơn, Em còn có cả chỗ để trang điểm này. Đúng rồi. Đấy, bên này tivi thì nếu mà thích hay không thì mình có thể làm sang những cái phần công năng khác. Có nhà vệ sinh, anh xem thử nhà vệ sinh nha. Chà, rộng rãi phết đấy chứ. Đúng rồi. Công năng thì đầy đủ, có tắm đứng ở đây, ok. Với cả là em thấy là nó cũng đầy đủ những thứ mà em cần. Nếu bàn giao đúng như thế này thì anh đánh giá khá là cao, là bởi vì toàn bộ các cái thiết bị ở đây ấy, ví dụ như là vòi rửa là của Han Rohe này, lavabo và bồn cầu này đều là của Duravit, thì toàn bộ đều là thiết bị nhập khẩu của Đức cả. Thế ạ. Và những cái này thì nó cũng khá là tốn tiền nếu mà mình tự hoàn thiện. Thật ra là lần trước khi mà đến đây thì đúng là mình chỉ tìm hiểu sơ sơ về thiết kế thôi. Còn mấy cái đồ nội thất mà có bàn giao này, hôm nay nghe anh nói thì em mới thấy là căn này xứng đáng để mua hơn đấy. Đây mới chỉ là một phòng ngủ thôi, còn hai phòng nữa mà đúng không? Bây giờ chắc là mình sang phòng ngủ nhỏ. Ok. Đó. Cái này là một cái tủ trang điểm thôi. Tủ gương đó. Cái này cũng rất là tiện, mà em để đồ trong này thì cũng sẽ không bụi. Ở đây là sẽ có lối vào hai bên hai phòng nữa. Đúng rồi. Đây. Hai cái phòng ngủ nhỏ. Phòng này cũng tràn ngập ánh sáng luôn, sáng hơn cái phòng bên kia. Căn này thì chắc là được khoảng 12 đến 13 mét vuông. Phòng này thì chỉ có thua một cái là không có ban công, nhưng mà view thì vẫn giống như ở phòng bên kia. Ở đây nhìn được ra Lotte. Với cả là những phòng ngủ nhỏ như này ấy, thì thường dùng cho các bạn nhỏ sau này ấy. Thì em nghĩ là không có ban công thì sẽ an toàn hơn. Anh tưởng là phòng này cho em gái của em. Em gái của em thì có thể là phòng bên kia. Thích nhở? Thích nhở? Không biết các bạn như nào? Tôi nghe tôi đã thấy thích rồi. Thực ra là em gái mình một phần, như sau này em gái mình cũng phải lớn và em gái mình cũng phải chuẩn bị một căn khác chứ đúng không? Đấy, nên mình phải tính một cái bước nó xa hơn anh ạ. Thực ra là đây mới là phòng, anh nghĩ đây mới là phòng người ta thiết kế cho trẻ con này. Đúng rồi. Phòng này nhìn xinh thật sự luôn đấy. Dành cho các cô công chúa, nhà mà có con trai thì lại đổi cái tông hồng này sang tông màu xanh. Xanh xám ghi. Nhưng mà cái ưu điểm thì là 3 phòng ngủ thì anh thấy là phòng nào cũng có cửa sổ. Đúng ánh rồi. Sáng và thiết kế thì đồng bộ với nhau, và cái phong cách thiết kế này thì nó mang hơi hướng là tân cổ điển, có sử dụng những cái phào chỉ thì nhìn nó sẽ khá là sang trọng kiểu châu Âu. Tuy nhiên thì về màu sắc rồi về cái sự sắp đặt ấy, nó không quá rối ren quá. Nó cũng hiện đại và dùng sẽ được lâu. Có nghĩa là với cái phong cách thiết kế kiểu dạng tân cổ điển như thế này ấy,
thì khi mà em sử dụng em sẽ không bị nhanh chán. Và gần như là bạn bè mọi người vào thì cũng sẽ cảm nhận được những cái sự sang trọng nhất định. Nghĩa là vào cái là thấy ồ wow, có thể là vào một cái không gian như thế này. Đúng không? Anh nghĩ là nếu mà về tổng thể nhá thì cái phần chất lượng hoàn thiện ấy ở trong cái căn hộ này là tốt. Anh đánh giá là tốt. Em gọi là tin tưởng để sở hữu. Đấy, tuy nhiên thì trước khi đưa đến quyết định thì anh cũng muốn xem kỹ hơn những cái căn hộ mẫu bên kia để có thể là biết đâu ở góc bên kia nó lại phù hợp hơn với em. Ok, thì bây giờ mình sẽ sang cái căn mẫu nữa. Căn ba ngủ đúng không? Ba ngủ mà nó rộng hơn ấy. Hoàng gia hơn xíu đấy ạ. Ok. Căn này là dát vàng luôn đấy anh ạ. Kinh quá nhở. Chung cư nhà mẫu mà lại chơi luôn cả phong cách châu Âu cổ điển dát vàng như thế này à? Đấy. Đây là phong cách người ta hay gọi là cổ điển hoàng gia cổ đúng điển. Rồi, đúng rồi. Nhà mẫu mà chơi cả dát vàng như thế này thì phải gọi là rất là đầu tư đấy. Anh thấy là ở bên này thì cái không gian nó bắt đầu thay đổi về cái thiết kế đấy. Đúng rồi. Ở đây thì anh thấy là cái phần phòng khách nó rộng và nó thoáng hơn rất nhiều luôn. Đó. Còn bếp thì sẽ được thiết kế tách biệt hoàn toàn luôn. Nhưng mà cũng giống như bên kia. Đây, bếp ở trong này. Đó. Trong này lại cũng có cái cổng vòm. Cổng vòm này là cái dạng thiết kế nó hơi cổ điển kiểu Italy. Nhưng mà nhìn lại rất là nhẹ nhàng, nữ tính và kiểu mềm mại ấy. Đây, thì đây là toàn bộ cái nội thất ở trong phòng bếp. Đầu tư quá nhỉ, bếp nhà mẫu mà cũng dát vàng. Ở đây thì có cái ưu điểm là anh thấy các cái phòng bếp ấy cũng đều có được cái hệ thống cửa sổ này, rồi cửa kính tràn, rất là thoáng khí. Bên này thì cũng có phòng kho, bên này thì có vẻ là rộng hơn. Cái kho. Đấy. Cái căn này anh cảm giác là nó bắt đầu rộng hơn cái căn bên kia đúng không? Chắc chắn là rộng hơn luôn đấy ạ. Căn bên kia thì là 111m² thôi. Căn này thì là 121m² rồi. 121m², rộng hơn 10m². Kinh nhỉ, cái phòng ngủ này đẹp quá. Phòng này là phòng ngủ nhỏ và đặc biệt là kính ở đây cũng tràn luôn. Đó. Đều toàn bộ là kính cách nhiệt, cách âm hai lớp. Anh thì rất thích những cái ga gối kiểu như này. Nhìn nó hoàng gia. Nhìn thì có vẻ là vàng rồi là hoa uốn lượn nhưng mà nhìn tổng thể thì vẫn rất là đơn giản. Thực ra là vì em biết vì sao? Vì ở đây ấy, thì sử dụng nhiều cái tông màu trắng ấy, mà em đang là người mà em thích những cái tông trắng nhẹ nhàng nên là cái cảm giác của em nó sẽ như thế. Còn ví dụ nếu như là anh ấy, thì anh lại thích những cái tông nó trầm giống như ở bên cái phòng lúc nãy hơn. Đấy, đó. Thì mỗi người sẽ có một gu mà, thế nên là nhà thì gần như sẽ không có ai giống ai cả. Mày dùng giấy dán tường này, rồi... Ở đây này, cái này rèm vòm này, khá là yêu này. Nó khiến cho cái phòng nó mềm mại hẳn đi luôn ấy. Thực ra cửa kính cong này làm sẽ bị khó hơn những cái kính thẳng thông thường ấy. Và chi phí nó cũng sẽ cao hơn. Chứng tỏ là cái căn mẫu này ấy, thì chủ đầu tư phải thực sự rất là tâm huyết. Thì mới đầu tư như này đấy. Toàn bộ phần trần ở trên này cũng dát vàng hết này. Ở đây là còn có hai cánh cửa nữa thì là có phòng gì nữa ạ? Đây sẽ là phòng master và đây là phòng vệ sinh chung. Cũng vệ sinh chung giống bên kia. Thôi. Mình sẽ thăm master trước. Phòng này thì cực kỳ rộng luôn. Master ở đây rộng nhỉ? Cái lối đi vào cũng rất là hay. Đúng là vào đến đây thì thấy phòng cực kỳ sáng. Em nghĩ là cái này thì mình khi mà mình nhận nhà thì mình hoàn toàn có thể là thay đổi được. Tất cả là những cái này nó chỉ là nhà mẫu thôi mà. Đúng rồi. Để mình xem được là với thiết kế phòng như thế thì mình có thể bày trí được những cái công năng như thế nào. Còn ví dụ về màu sắc rồi về nội thất thì mình hoàn toàn có thể thay đổi được. Ở đây thì phòng vệ sinh là cảm giác cái phòng vệ sinh này nó rộng hơn bên kia đấy. Đúng rồi. Rộng rãi hơn. Thế là đồ thì cũng toàn là đồ
nhập khẩu Đức hết. Cả cửa này cũng thế này, cửa này Hafele này cũng là hàng của Đức. Ok đấy em ạ. Thì là ngoài hai cái căn ba ngủ này là còn một cái căn mẫu mà lúc nãy em bảo nữa, hai ngủ đúng không? Căn hai ngủ nữa. Nhưng mà đúng là em thiên về cái căn ba ngủ vừa nãy mình xem hơn. Đáp ứng đủ nhu cầu của em. Thì cái căn ba ngủ lúc nãy nhưng mà em lại thích một cái tông thiết kế nó sáng hơn đúng không? Chút. Nó sáng như kiểu ở đây nhiều tông trắng nhưng mà chắc là sẽ không cần dát vàng như này đúng không? Bởi vì em cũng không đủ kinh phí để dát vàng đâu. Có bao nhiêu đâu, tính ra nhá. Tiền dát vàng này chắc nó cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tỷ thôi. Có nghĩa là mua nhà 8 tỷ nhưng mà dát vàng thêm 4 tỷ nữa thôi. Thì chúng ta sẽ sang thử cái căn 2 ngủ nhá, xem là như nào. Đây là căn 2 phòng ngủ. 2 ngủ mà phòng khách rộng rất là rộng nhỉ. Mà vào đến đây thấy không gian này cực kỳ rộng và thoáng luôn ấy. Ở đây thì phòng khách này chắc cũng phải khoảng tầm cỡ 25 mét vuông gì đấy thôi. Căn này thì tầm khoảng 81 mét vuông anh ạ. Cũng đầy đủ tiện ích này. Kính tràn các thứ, ánh sáng nói chung là đáp ứng về mặt ánh sáng cho căn nhà là cực kỳ chuẩn. Ở đây là hai cái phòng ngủ là bố trí sang bên này. Phòng ngủ này gọn gàng thế này mà vẫn có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng, tất cả mọi thứ. Cái này thiết kế nó cũng rất là đơn giản đấy nhá. Nó theo cái phong cách tân cổ điển giống như là ở cái phòng ba ngủ ở bên kia của em ấy. Vâng. Ồ, cái phòng master này hay này. Phòng này em thấy là nó tận dụng được tối đa diện tích luôn ấy, rất là rộng. Anh thì anh thích những cái ánh sáng nó êm dịu kiểu như thế này. Anh thích nó và hơi... phòng ngủ thì nó nên nhẹ nhàng êm dịu như thế này hơn là không nên chói quá. Hơn là những cái ánh sáng trắng chói quá. Và ở đây thì phòng vệ sinh cũng rộng. Thực ra nói gì thì nói anh vẫn rất là ấn tượng với cái nước sơn, gọi là cái chất sơn ở trong các cái độ hoàn thiện nội thất ở trong cái căn chung cư này. Nó rất là mịn mà nó lì ấy. Sở thích tay. Ngoài này của phòng này là có thêm một cái ban công nữa này. Cái này để thi thoảng và không thích dùng điều hòa ấy. Mở cái cửa này thì gió nó sẽ thông vào mát. Với cả là cũng gọi là tận dụng tối đa để có những cái khoảng khí tự nhiên và ánh sáng tự nhiên. Ok, anh đánh giá cái căn hai ngủ này chính ra anh đánh giá nó khá là cao nhé. Về cái phần thiết kế. Nhưng mà căn này thì chỉ ở được khoảng tầm gia đình 4 người thôi. Thế nên là nếu mà có ở thì đúng là không đủ cho gia đình em. Nên là chắc là phải lựa chọn cái căn ba ngủ bên kia. Căn này bếp cũng rất là thoáng. Căn này nhá, thậm chí căn này còn có 3 ban công. Đúng rồi. 3 cái lô ra giống đấy như thế này. Nói chung là từ nãy giờ đi đến 3 căn rồi em thì em cũng biết là mình thích căn nào đấy. Nhưng mà để phù hợp với gia đình mình nhất thì đúng là cũng cần phải anh tư vấn thêm. Anh chốt lại giúp em xem là căn nào phù hợp nhất. Chốt lại á? Thực ra là cái phù hợp ấy, anh thì anh chỉ đánh giá giúp em được về cái thiết kế tổng thể, rồi cái độ hoàn thiện và có đáng, xứng đáng để em bỏ một cái mức giá khoảng tầm 70 triệu trên 1 mét vuông đấy. Anh đang tính trên 1 mét vuông để em sở hữu cái dự án này hay không thôi. Đấy. Thì trước khi mà đưa ra những cái quyết định của mình ấy, anh hỏi thêm một tí. Vì cái này thực ra là mua chung cư em sẽ phải để ý. Là cái dự án này ấy, thì họ có sổ hồng không? Sổ hồng ấy ạ? Không có. Không có sổ hồng. Nhưng mà... không có sổ hồng thì phải cân nhắc. Vâng, em cũng đang cân nhắc bởi vì là nhà ở đây không có sổ hồng, sẽ có sổ đỏ. Em đùa tốt đấy, em đùa hay đấy. Có sổ đỏ rồi thì cân nhắc gì nữa, có sổ nhỏ thì quá là ok rồi. Sổ đỏ thì rất là ok rồi. Thế còn về cái tiến độ bàn giao thì với cái tiến độ này thì khoảng bao lâu nữa thì
người ta sẽ bàn giao được cho em. Theo như ở bên ban quản lý báo với em thì đến tầm quý 4 là đã có thể, quý 4 năm nay này, là đã có thể bàn giao được rồi và sử dụng được rồi. Đó. Thì em thấy là về thời gian và về tất cả mọi thứ thì cũng đáp ứng được. Thực ra là em thấy có một phần nữa rất là tiện ở đây, đó chính là ở cái phần hầm ở bên dưới anh. Có 4 tầng hầm thì trong đấy là có một tầng hầm có hầm rượu vang. Đấy, với cả nhà hàng Á Âu. Wow, đấy. Có cả hầm rượu vang ở có trong chung cư luôn. Xịn không? Tức là khi nào mà mình muốn thay đổi cái nhu cầu của mình, tức là mình không muốn ăn cơm gia đình nữa, mình muốn chuyển sang ăn cơm nhà hàng, muốn đông bạn bè hơn, tiệc tùng ấy, thì em nghĩ là bên dưới là đáp ứng đủ nhu cầu của em. Rất là hay. Anh nghĩ là cái đấy cũng là một trong những cái tiện ích mà không phải khu chung cư nào cũng có được đâu, kể cả là chung cư cao cấp. Đúng rồi. Vừa nãy thì lúc mà xem cái mô hình ở bên dưới đó, là em có bảo với anh là cái tầng 25 với cả cái tầng cao cao mà em chọn ấy, thì thực sự là hôm mà em đứng thử em xem view bên dưới quá là đã mắt ấy, bởi vì là có đầy đủ tất cả các view của thành phố Hà Nội. Em rất là thích hồ. Thế là có đầy đủ các hồ, ví dụ như là hồ Tây này, đó, hồ Ngọc Khánh có này, và hồ Thủ Lệ. Đấy là ba cái hồ mà em cảm giác là đứng ở trên cao một cái là em nhìn xuống view cực đẹp luôn. Các bạn có biết vì sao cô này cô thích hồ không? Tôi thì tôi đoán là hay ăn kem ở trước cổng. Ăn kem ở trước cổng. Em ở đấy thấy toàn hoa quả rất là healthy thôi mọi người ạ. Thế không ăn kem à? Không, ăn kem mình phải ra Hồ Hoàn Kiếm nhé. Mình ra Hồ Tây làm gì anh? Ok, thế còn về cái chính sách giá bán thì có hỗ trợ gì ngân hàng không? Là vì đôi khi em đủ từng đấy tiền đi. Đúng rồi. Nhưng mà anh nghĩ chưa là... chưa muốn trả hết đúng không? Ừ, em cũng không nên là trả hết 8 tỷ tiền mặt làm gì cả. 2 tỷ có thể cho anh mượn để anh đầu tư, anh mua đất cát các thứ xong rồi khoảng 1-2 năm sau nó lên thành 4 tỷ chẳng hạn, anh lại trả em 2 tỷ. Không, lúc đấy anh phải trả em phải chấm 2 tỷ rưỡi. Về chính sách bán hàng thì em thấy là nếu mà trả góp ấy, trong vòng 24 tháng thì sẽ là lãi suất 0%. Cái này thì cũng được đó. Và thêm một cái nữa, nếu như mà mình quyết định thanh toán sớm khoảng 95%, 95% chính xác là 95%, thì họ sẽ chiết khấu cho mình là 10%. 95% chiết khấu 10%, 7 tỷ rưỡi. Đấy, 7 tỷ, 7 thì tỷ rưỡi. Em sẽ được chiết khấu 800 triệu. Đó, tầm đấy. Cũng là một con số em cũng đang suy nghĩ đấy. Và đáng. Thêm một cái nữa là họ sẽ tặng cho mình là 2 năm sử dụng dịch vụ miễn phí này. Phí dịch vụ. Đúng rồi. Và thêm một cái nữa là một khoản trang trí rồi nội thất nhà trị giá 100 triệu nữa. À, đấy là nếu mà mình thanh toán sớm 95% đấy. Còn nếu mà thanh toán chậm thì được 2 năm miễn phí lãi suất. Đó. Thế thì nếu mà chính sách như thế thì anh thấy là tốt đối với các cái dự án chung cư. Với cả là với những cái dự án chung cư cao cấp kiểu như này ấy, thì thông thường phí dịch vụ một tháng của em cơ bản cao nó cũng đấy. Phải tầm 3-4 triệu. Tầm đấy anh ạ. Bây giờ thì chưa sử dụng thì cũng chưa biết được, nhưng mà nó sẽ khoảng đấy. 2 năm phí đấy thì nó cũng tiết kiệm được khá số tiền đấy. Một cái dự án mà có đầy đủ về cái tính pháp lý, có sổ đỏ, cái mức giá bán so với cái vị trí nó tốt, có khoảng hơn 70 triệu một mét so với cái vị trí ở khu này thì là tốt. Cộng với cái chất lượng hoàn thiện giống như là anh đi xem nãy giờ ấy, thì anh đánh giá là cái dự án Hateco La Roma này ấy, thì em hoàn toàn có thể mua được. Và anh nghĩ là mua sớm là vì nãy giờ anh đang nhìn thấy là các cái đường ở xung quanh đây ấy. Anh nghĩ là khi mà những cái tuyến đường đấy mà nó xong ấy, thì nó sẽ lên giá nữa đấy. Đúng rồi, bởi vì là em thấy cũng có thông tin là cái đường mà chỗ Chùa Láng á, là sẽ thông với Kim Mã. Còn cái đường sau Pháo Đài Láng này thì là sẽ thông với Huỳnh Thúc Kháng luôn. Đấy. Thì tức là lúc đấy thì giao thông nó thuận lợi rất là nhiều rồi, thì em nghĩ lúc đấy giá cũng lên cao. Anh nghĩ là hôm nay ngoài việc mà đi xem nhà cùng với anh để giúp em chọn lựa được những cái quyết định đúng đắn, quyết định cuối cùng thì vẫn là ở em thôi. Bên cạnh đấy thì cũng hy vọng là đã cung cấp thêm được những cái thông tin gì đấy hữu ích, có phần nào đấy hữu ích cho quý vị khán giả Nhà To, đặc biệt là những quý vị khán giả đang quan tâm tới những cái dự án chung cư ở Hà Nội. Đặc biệt là những cái dự án mà thuận lợi về vị trí giao thông cũng như là có những cái vị trí đắc địa như thế này. Ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn anh Đức bởi vì là đã giúp em. Bởi vì thực sự là em thì kiến thức về nhà em không có nhiều rồi, nhưng mà sau hôm nay thì em đã biết là mình phải lựa chọn cái gì để phù hợp nhất với nhu cầu và với cái tài chính của mình. Đó. Thì mong là sau này nếu mà em có may mắn mà có thêm một căn nào nữa thì chắc là anh vẫn tư vấn giúp em nhỉ? Nhất trí thôi, em cứ...
Có nhu cầu thì anh sẵn sàng thôi. Là vì em đẹp em có quyền mà. Đó. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi đến tận những giây phút cuối cùng này. Và quý vị xem được clip thì cũng đừng quên comment, like, subscribe, ấn chuông và chia sẻ clip của Nhà To. Cũng như đừng quên comment về Ngọc Ánh nhá. Chắc là Ngọc Ánh và anh sẽ chào quý vị khán giả thôi nhỉ. Bye bye. Xin chào mọi người.